Kính chào quý vị và các bạn đang theo dõi chương trình Thời sự tối của Đài Phát thanh Truyền hình Cà Mau. Hôm nay nhân kỷ niệm ngày thành lập Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam, cũng là ngày Phụ nữ Việt Nam 20 tháng 10, xin thay mặt những người thực hiện chương trình chúc cho các chị em phụ nữ lời chúc mừng tốt đẹp nhất. Mong rằng các chị em sẽ luôn tràn ngập niềm vui, tiếng cười và thành công trong cuộc sống. Bây giờ chúng ta cùng đến với một số nội dung đáng chú ý trong chương trình. Chiều nay, Ban Thường vụ Tỉnh ủy Cà Mau hội nghị thông báo nhanh kết quả hội nghị lần thứ 8 Ban chấp hành Trung ương Đảng khóa 13. Hội nghị được tổ chức theo hình thức trực tiếp và trực tuyến từ tỉnh đến cơ sở. Ủy viên Ban chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Hội đồng Nhân dân tỉnh Nguyễn Tiến Hải. Ủy viên dự khuyết Ban chấp hành Trung ương Đảng, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Quỳnh Quốc Diệt đồng chủ trì hội nghị. Tại hội nghị, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Quỳnh Quốc Diệt thông báo nhanh những nội dung trọng tâm của Hội nghị Trung ương 8 khóa 13. Thông báo nêu rõ, từ ngày 2 đến ngày 8 tháng 10 năm 2023, dưới sự chủ trì của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng, hội nghị đã thảo luận và cho ý kiến về các nội dung. Tình hình kinh tế xã hội 2023-2024 và lộ trình thực hiện chế độ tiền lương mới, thống nhất ban hành kết luận về tình hình kinh tế xã hội năm 2023-2024. Tổng kết 10 năm thực hiện nghị quyết số 15 của Hội nghị Trung ương 5 khóa 11 về một số vấn đề về chính sách xã hội giai đoạn 2012-2020. Tổng kết 20 năm thực hiện nghị quyết số 23 của Ban chấp hành Trung ương Đảng khóa 9 về phát huy sức mạnh đại đoàn kết toàn dân tộc, vì dân giàu nước mạnh, xã hội công bằng, dân chủ, văn minh. Tổng kết 15 năm thực hiện nghị quyết số 27 của Ban chấp hành Trung ương Đảng khóa 10 về xây dựng đội ngũ trí thức trong thời kỳ đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước. Tổng kết 10 năm thực hiện nghị quyết Trung ương 8 khóa 11 về chiến lược bảo vệ Tổ quốc trong tình hình mới. Thành lập các tiểu ban chuẩn bị Đại hội 14 của Đảng và Ban chấp hành Trung ương Đảng xem xét và quyết định một số vấn đề về công tác cán bộ. Ngay sau hội nghị báo cáo nhanh, tỉnh ủy Cà Mau tổ chức hội nghị công bố và trao quyết định của Ban Bí thư về việc chỉ định đồng chí Lê Tuấn Hải, Chánh văn phòng tỉnh ủy tham gia Ban chấp hành Đảng bộ tỉnh Cà Mau nhiệm kỳ 2020-2025. Dịp này, tỉnh ủy Cà Mau tổ chức họp mặt nguyên lãnh đạo nghỉ hưu trên địa bàn tỉnh Cà Mau. Đây là hoạt động định kỳ hàng quý của Ban chấp hành Đảng bộ tỉnh. Chiều nay, Ban Thường vụ Đảng ủy Dân chính Đảng đã nối cầu trực tiếp với điểm cầu của Ban Thường vụ tỉnh ủy Cà Mau để thông tin nhanh kết quả hội nghị Trung ương 8 khóa 13 cho 108 cán bộ chủ chốt của các tổ chức cơ sở đảng trực thuộc. Theo đó, hội nghị đã xem xét quyết định nhiều vấn đề trọng đại phức tạp, có ý nghĩa rất quan trọng đối với việc hoàn thành nhiệm vụ chính trị của Ban chấp hành Trung ương khóa 13 từ nay đến hết nhiệm kỳ. Kết quả của Hội nghị Trung ương 8 thể hiện tinh thần trách nhiệm, sự đoàn kết thống nhất cao của Trung ương, góp phần quan trọng cho việc củng cố, phát huy những kết quả thành tích rất đáng trân trọng mà toàn đảng, toàn dân, toàn quân ta đã nỗ lực phấn đấu, đạt được từ đầu nhiệm kỳ đến nay. Đồng thời có ý nghĩa quan trọng, làm cơ sở chính trị để các cơ quan tập trung quán triệt tổ chức thực hiện, trong đó có kỳ họp thứ 6, Quốc hội khóa 15 sẽ khai mạc vào ngày 23 tháng 10 tới. Hôm nay, Hội Liên hiệp Phụ nữ huyện Thới Bình tổ chức hội thi Chi hội trưởng Phụ nữ giỏi năm 2023, nhân kỷ niệm 93 năm ngày thành lập Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam 20 tháng 10 năm 1930, 20 tháng 10 năm 2023. Các thí sinh phải trải qua 3 nội dung gồm phần thi giới thiệu, phần thi kiến thức và phần thi duyên dáng áo bà ba. Nội dung các phần thi tập trung và tuyên truyền phong trào thi đua và 3 nhiệm vụ trọng tâm công tác hội, cuộc vận động của hội, các chủ trương, chỉ thị, nghị quyết của đảng, chính sách pháp luật của nhà nước, đặc biệt là các nghị quyết, chính sách pháp luật liên quan đến quyền và lợi ích hợp pháp chính đáng của phụ nữ, trẻ em. Qua hội thi nhằm khẳng định vai trò, đồng thời tạo cơ hội để các chi hội trưởng phụ nữ được giao lưu, học hỏi, chia sẻ kinh nghiệm trong hoạt động công tác hội và phong trào phụ nữ, góp phần nâng cao chất lượng cho đội ngũ cán bộ hội cơ sở, từng bước đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới. Kết thúc hội thi, ban tổ chức trao 1 giải nhất, 2 giải nhì, 3 giải ba và 6 giải khuyến khích, đồng thời trao giải áo bà ba duyên dáng và giải giới thiệu xuất sắc nhất. Thưa quý vị, phụ nữ luôn được ví như những bông hoa và mỗi bông hoa đều có hương thơm và vẻ đẹp riêng của mình. Điển hình như câu lạc bộ Nữ Doanh nghiệp tỉnh Cà Mau mà chúng tôi sẽ giới thiệu đến quý vị và các bạn sau đây. Được thành lập vào năm 2013, qua 10 năm hoạt động, với tâm niệm hạnh phúc lớn nhất là sự cho đi, chia sẻ những hạnh phúc của mình có cho những hoàn cảnh khó khăn.
câu lạc bộ nữ doanh nghiệp tỉnh đã duy trì thực hiện nhiều chương trình thiện nguyện, đem sự hỗ trợ kịp thời đến với những người dân, gia đình khó khăn, bất hạnh ở khắp nơi trong tỉnh. 10 năm qua, dù có không ít những khó khăn do tình hình kinh tế chung, nhưng với tấm lòng yêu thương chia sẻ, các thành viên của câu lạc bộ nữ doanh nghiệp tỉnh đã tích cực tham gia thực hiện các chương trình hoạt động an sinh xã hội như xây nhà cho hộ phụ nữ nghèo, xây dựng cầu giao thông nông thôn, trao tặng học bổng cho học sinh nghèo vượt khó, tặng quà cho hộ nghèo, hỗ trợ vốn cho phụ nữ khởi nghiệp. Trung bình mỗi năm câu lạc bộ hỗ trợ hơn 1 tỷ đồng đóng góp cho các chương trình an sinh xã hội. Tiêu biểu là chương trình Sống yêu thương và Chắp cánh ước mơ đã được duy trì thực hiện 10 năm qua. Nhân kỷ niệm 10 năm thành lập câu lạc bộ, thực hiện chương trình Sống yêu thương kỳ thứ 50 nhằm chia sẻ với những khó khăn mất mát của những gia đình nạn nhân do tai nạn giao thông. Câu lạc bộ nữ doanh nghiệp tỉnh trao tặng một căn nhà mái ấm tình thương trị giá 50 triệu đồng cho gia đình chị Nguyễn Thị Thúy ở ấp Thứ Giải A, xã Tân Hưng Tây, huyện Phú Tân. Lâu nay thì nói chung là ở là nhà là tan nát hết rồi. Bây giờ được cái nhà kiểu như là ấm cúng là mẹ con ở được, mừng rồi. Mừng quá trời mừng rồi, xúc động không biết nói gì hết trơn. Rất là cảm ơn nữ doanh nghiệp ở tỉnh Cà Mau này luôn. Cố gắng làm ăn để cho con cái rồi nó học đàng hoàng. Nói chung 10 năm thành lập câu lạc bộ đến hôm nay thì tôi rất tự hào là các chị em rất đoàn kết để làm những cái chương trình an sinh xã hội. Rất vui khi mà những hoàn cảnh khi mình đi trao rồi, những hoàn cảnh đó mình thấy người ta thoát nghèo, ta vươn lên. Và các em học sinh cũng có các em là học tới đại học thì có viết thơ về là báo là các em cũng đã nhờ số tiền đó các em học tới đại học. Số tiền mà cho phụ nữ khởi nghiệp thì khi mời chúng tôi đi đến để mà quan sát thì các chị đó cũng nói lời cảm ơn, nhờ có số tiền đó các chị mua được máy sấy máy này kia, các chị thành công trong cái công việc khởi nghiệp. Tính đến nay, chương trình Sống yêu thương của câu lạc bộ nữ doanh nghiệp thực hiện đã trợ giúp 50 gia đình hoàn cảnh khó khăn, bất hạnh, có điều kiện xây sửa lại ngôi nhà để an cư. Chương trình Chắp cánh ước mơ đã trao học bổng cho hàng trăm học sinh nghèo hiếu học trên địa bàn tỉnh. Nói chung thì lúc nào tôi cũng mong muốn là sẽ tiếp tục nhưng mà cũng ngại khi mà cái kinh tế đang suy thoái thì các chị em cũng rất là khó khăn, cho nên là cũng cố gắng để vượt qua cái kinh tế này thì tiếp tục làm hàng tháng như chương trình Sống yêu thương trước đây. Hai chương trình chủ đạo câu lạc bộ là chương trình Sống yêu thương và chương trình cho Chắp cánh ước mơ. Dù bận rộn với công việc kinh doanh, công việc gia đình, nhưng các thành viên của câu lạc bộ nữ doanh nghiệp vẫn dành thời gian để tham gia những công việc thiện nguyện. 10 năm qua là cả hành trình đong đầy yêu thương của những nữ doanh nhân, lan tỏa tình yêu thương, sự sẻ chia trong cộng đồng, góp phần giúp đỡ bà con quê hương Cà Mau ngày càng bớt khó khăn. Thưa quý vị, hiện tại người lao động không cần đến trực tiếp cơ quan bảo hiểm xã hội, vẫn có thể thực hiện thủ tục và được giải quyết hưởng bảo hiểm xã hội một lần, một cách nhanh chóng tiện lợi tại nhà hay bất cứ đâu. Bảo hiểm xã hội Việt Nam vừa thông tin, nhằm tạo thuận lợi cho người lao động trong việc hưởng chính sách bảo hiểm xã hội một lần, cơ quan bảo hiểm xã hội triển khai hình thức đăng ký hưởng bảo hiểm xã hội một lần trực tuyến thông qua Cổng Dịch vụ Công Quốc gia. https://dichvucong.gov.vn qua Cổng Dịch vụ Công Bảo hiểm xã hội Việt Nam https://dichvucong.bảohiemxahoi.gov.vn. Với hình thức này, từ nay người lao động không cần đến trực tiếp cơ quan bảo hiểm xã hội, vẫn có thể thực hiện thủ tục và được giải quyết hưởng bảo hiểm xã hội một lần, một cách nhanh chóng tiện lợi tại nhà hay bất cứ đâu, bất cứ khi nào. Đăng ký hưởng bảo hiểm một lần qua hình thức trực tuyến còn được coi là giải pháp hỗ trợ mới nhất và tạo thuận lợi cho người lao động. Cơ quan bảo hiểm xã hội các địa phương đang tăng cường theo dõi lượng hồ sơ phát sinh và giải quyết chế độ hưởng bảo hiểm cho người tham gia kịp thời đúng quy định. Gắn với lợi thế phát triển các mô hình nông nghiệp, thủy sản tại Cà Mau, trường cao đẳng cộng đồng mở những chuyên ngành phù hợp, đào tạo lớp sinh viên có kiến thức chuyên môn ngay khi tốt nghiệp, có nhiều cơ hội làm việc tại tỉnh. Các bộ môn liên quan đến các mô hình sản xuất nông nghiệp là sự kết hợp của những tiết lý thuyết với những giờ nghiên cứu thực hành. Hồ cá cảnh gồm cá bóng tre, cá cánh buồm dạ quang, cá bảy màu, cá ông tiên, với kinh phí hơn 2 triệu đồng,
là một đơn hàng được sinh viên trường Cao đẳng Cộng đồng Cà Mau thi công hoàn thành. Sau môn học về sản xuất giống và nuôi cá cảnh, các sinh viên đã bắt đầu thực hành khởi nghiệp với kiến thức nền tảng được nhà trường đào tạo qua môn học. Với 45 tiết, trong đó có 30 tiết lý thuyết, 15 thực hành, giảng viên Quỳnh Hiếu Lộc đã khơi dậy đam mê của sinh viên, giúp các em khởi sự kinh doanh gắn với việc học. Chị còn đang muốn các em nó phát triển đó là sản xuất giống, thì cái phần này đòi hỏi các em nó phải có đam mê nhiều hơn nữa. Thì khi mà các em nó khơi được đam mê các em nó theo, thì chị sẽ hướng dẫn các em nó tận tình từ cái cơ sở nguồn bên trong trước rồi mới đi tới cái bên ngoài. Còn hiện tại thì chủ yếu là chị sẽ cho các em nó khai thác tiềm năng cũng như khai thác thế mạnh của địa phương mình trước. Còn sau đó thì hẳn tới những cái đối tượng mà quý hiếm mà nhập được từ nước ngoài về. Kết thúc môn học và nhận các đơn hàng vào tháng 9, đã có 6 hộ cá được sinh viên ngành nuôi trồng thủy sản hoàn thành. Từ đam mê ban đầu với cá, nuôi cá, đặc biệt là cá cảnh, sinh viên được cung cấp thêm kiến thức về nghề nuôi cá cảnh và tiềm năng của nghề này, hiểu về môi trường đặc trưng của bể nuôi so với việc nuôi cá thương phẩm, các biện pháp xử lý về nước, về nhiệt độ, thuần cây thủy sinh và thiết kế hệ thống lọc. Qua quá trình khởi nghiệp, giảng viên nhà trường cũng đồng hành để tiếp tục hỗ trợ sinh viên khi cần thiết. Thường thì một thời gian nó sẽ bị dơ, vệ sinh rất khó khăn và mất rất tốn rất nhiều công chăm sóc. Thì sau khi nuôi sử dụng cái sản phẩm này được một tuần thì cảm thấy là các công việc vệ sinh nó hầu như là rất hạn, nói chung là không cần mà tốn công nhiều. Và cái hồ cá mình luôn luôn trong tình trạng sạch sẽ. Đến với chuyên đề thực hành bộ môn sản xuất giống và nuôi giáp xác, sinh viên năm cuối sẽ bước vào thời gian kiểm tra tổng hợp kiến thức trong các năm học. Trong 210 tiết học, có đến 180 tiết thực hành. Học tập là gắn liền với cái vấn đề là thực hành. Tất cả các cái môn đều xây dựng những cái môn chính, môn lớn là xây dựng cái lý thuyết rất là ít, khoảng chiếm khoảng 20-30% tổng số tiết thôi. Thì để cho các em nó dễ dàng cái hòa nhập trong cái sau khi ra trường để dễ dàng sinh việc. Những môn học trong phòng thí nghiệm như về bệnh, nguồn nước, thực hành cơ sở, quản lý chất lượng nước, thức ăn tự nhiên, dinh dưỡng và thức ăn thủy sinh, bệnh học thủy sản, thuốc và hóa chất. Bên cạnh đó là đẻ ươm, dèo tâm sú, thuần độ mặn thấp, ươm cua biển, nuôi cua lột, cua cớm, dèo megalop đều được thực hành. Sinh viên vừa quan sát đồng thời ghi chép trong một tháng thực hành, có thêm kinh nghiệm cũng như khả năng nhận biết những đặc tính, các giai đoạn phát triển, các loại bệnh và nhiều kinh nghiệm trong nuôi trồng thủy sản, nhất là chế tôm và cua. Đam mê mình học, thực hành đó mình sẽ hiểu, mình quan sát trực tiếp được cái đối tượng mình nuôi. Rồi mình kiểu như theo dõi từng ngày, anh thấy nó lớn lên từng ngày vậy đó. Xong rồi nhìn thấy cái kiểu như cái tập tính nó như thế nào, nó ăn sao, giác nào mạnh, giác nào yếu. Rồi khi mà tôm có vấn đề gì đó thì nó sẽ ăn ít lại hay là nó có những cái biểu hiện lạ. Mình có thể phát hiện, mình xử lý, như là mình có thể bám sát vào cái đối tượng nuôi mình dễ hơn khi lý thuyết. Từ các môn học, dự án phát triển nghề nuôi cá cảnh cùng các dịch vụ hậu cần và dự án nuôi tập trung cua lột trên bể, cắt càng bằng hệ thống tuần hoàn nước, các sản phẩm chế biến từ cua đã được sinh viên xây dựng, tham dự cuộc thi ý tưởng sáng tạo khởi nghiệp. Ghi nhận bước đầu tính hiệu quả khi sinh viên học tập, nghiên cứu và phát triển các mô hình, gắn lý thuyết với thực hành, sinh viên ngành học nuôi trồng thủy sản của trường Cao đẳng Cộng đồng Cà Mau được tiếp cận gần hơn với thực tế, tích lũy kinh nghiệm. Để khi rời ghế nhà trường, các sinh viên không chỉ có kiến thức mà còn có kỹ năng để áp dụng vào thực tế lao động sản xuất. Hiện nay, nhiều tuyến đường nông thôn ở các địa phương trong tỉnh được lựa chọn làm tuyến đường điểm thực hiện mô hình tuyến dân cư kiểu mẫu gắn với xây dựng nông thôn mới nâng cao. Nhờ sự nỗ lực đồng thuận từ chính quyền đến người dân mà diện mạo nông thôn ngày nay đã có nhiều đổi thay hơn so với trước. Ghi nhận tại xã Phú Hưng, huyện Cái Nước. Xác định xây dựng tuyến dân cư kiểu mẫu gắn với xây dựng nông thôn mới nâng cao là nhiệm vụ chính trị quan trọng, thường xuyên và lâu dài. Từ đầu năm 2021, chính quyền địa phương xã Phú Hưng, huyện Cái Nước đã tập trung chỉ đạo quyết liệt xây dựng tuyến đường kiểu mẫu chỉ đạo điểm ở ấp Cái Rắn dài 2,2 km với 56 hộ dân cùng tham gia thực hiện.
Qua thời gian tuyên truyền, người dân trên tuyến đường đã tự nguyện tham gia xây dựng các tiêu chí thành phần trong tuyến dân cư kiểu mẫu bằng nhiều việc làm cụ thể như tập trung phát triển kinh tế, tôn tạo cảnh quan môi trường, đảm bảo an ninh trật tự. Đối với địa phương thì vận động bà con gấp là về cảnh quan môi trường, về rác thải, thu gom rác thải xử lý theo đúng quy định, thí dụ như phân loại. Thứ hai nữa là về hàng rào cây xanh, về ánh sáng an ninh trên tuyến, mình đi vận động thường xuyên cho bà con để mà hiểu để làm. Trước đây thì nghĩa là độc canh con tôm thì nó không có bằng, còn hiện giờ thì các em gia đình thì có những việc làm như ở nhà thì gấp lúa người lớn, còn mấy em thì trẻ trẻ đi làm công ty cũng tạo thêm thu nhập thêm cho gia đình. Là một số cái tiêu chí tương đối đạt cao. Hàng rào thì hàng rào kẽm thì 10 năm rồi, hàng rào bông trang đó thì cũng 60 năm rồi. Nói chung thì đây có thùng rác, rồi cái phế thải thì mình loại trừ cái loại mà phân hủy để riêng, còn cái loại kia thì mình đốt. Hàng rào cây xanh này treo bóng đèn đó, để lễ thì treo cờ, rác thì xử lý rác nào thì ấy theo rác nấy vậy đó. Cái nào bỏ phân thì phân, còn nào bọc thì giặt phơi, chỉ phơi lên cho hả, không có bỏ lộn xộn. Cái này phát triển ngày nào cũng nó ngay cũng thu hoạch vô á, rồi vuông rồi có rồi lớp nào nhỏ đi làm với ổng á, có lúc thì ngày vô cũng chịu ngoài 2 triệu, lúc thì mấy trăm. Hiện nay ngoài ấp Cái Rắn thì 9 ấp còn lại trong xã Phú Hưng mỗi ấp thực hiện xây dựng một tuyến dân cư kiểu mẫu. Và một trong những yếu tố then chốt góp phần thực hiện có hiệu quả các tuyến dân cư kiểu mẫu trong xã Phú Hưng là chính quyền địa phương đã có nhiều giải pháp để giảm tỷ lệ hộ nghèo, tăng tỷ lệ khá giàu trong toàn xã. Điển hình như ấp Cái Rắn và ấp Phú Thạnh. Hiện nay người dân trong 2 ấp này có điều kiện kinh tế khá giả, nhà cửa khang trang. Ngoài sản xuất nông nghiệp thì có hàng trăm hộ dân tham gia đan, ráp lú, thu nhập bình quân mỗi tháng người lao động kiếm thêm từ 3 đến 4 triệu đồng. Năm 2015 thì hộ còn hộ nghèo nhiều, mà từ khi có cái tiêu chí nông thôn mới rồi thì xã phát động cho ấp là động viên những cái hộ dân mà nằm trong cái diện hộ nghèo cận nghèo là phải có một cái hướng để vươn lên. Một là vấn đề làm lú nè, hai là người ta canh tác một vụ lúa trên đất nuôi tôm, ba là có con người ta cho đi làm lao động, không để cho một cái bất cứ một người nào để thất nghiệp mà rơi xuống hộ nghèo cận nghèo. Và từ đó mà người dân người ta thực hiện tốt cái chủ trương đó thì đến giờ này đó, mới thấy được là cái chỗ đó thoát nghèo nó bền vững nhiều. Về cái thực hiện các cái tiêu chí thì đến thời điểm này cũng cơ bản, bây giờ thì chủ yếu là vận động để người dân tiếp tục thực hiện rồi duy trì, rồi sau đó là đối với ban chỉ đạo của xã cũng chọn các cái tiếng khác, tất nhiên là đưa ra là các ấp đều có là một tiếng để là chọn cái tiếng để tới đây là không phải là riêng cái gắn mà các ấp trong địa bàn xã thì phải có các cái tiếng, một tiếng là ít nhất là một tiếng kiểu mẫu. Việc xây dựng các tuyến dân cư kiểu mẫu đã tạo điều kiện tối đa cho người dân phát huy vai trò chủ thể của mình. Khi kinh tế hộ gia đình ổn định, môi trường sống được cải thiện, tình làng nghĩa xóm gắn kết mật thiết hơn sẽ tạo nên diện mạo mới cho khu vực nông thôn, góp phần thực hiện có hiệu quả việc nâng chất các tiêu chí nông thôn mới nâng cao ở các địa phương trong tỉnh. Chương trình thời sự 18:30 của Đài Phát thanh Truyền hình Cà Mau đến đây xin được khép lại. Cảm ơn sự quan tâm theo dõi của quý vị và các bạn. Kính chào và hẹn gặp lại!